Giấu mẹ em vẫn tiếp tục quen vợ em. Lúc trước ông đến nhà em thì ông rất là bình thường, điện thoại thì không có giấu giếm này kia đâu. Sau này cái tên tự nhiên cái lên nhà em, điện thoại cái ông tắt chuông, hay là mỗi lần có ai điện thoại đến cái là ông bấm tắt liền, ông không có nghe. Cái em mới nghĩ là trời, thằng này nó có bạn gái khác hả ta. Cái lúc đó em ghen, em nói ra cái ông nói thật luôn, là ông nói là mẹ anh như thế đó. Em tức quá, ngày mai em xách xe lên nhà mẹ chồng em gan lắm. Em nói ủa bác ơi, sao bác không cho con với anh Sơn quen. Em mới nói là bây giờ anh Sơn thương con thương anh Sơn thì thôi bác đồng ý đi, chứ giờ ảnh buồn thì bác cũng buồn, chứ bác đâu có vui gì đâu. Mẹ chồng em mới điện ông này nói trời, sao con nhỏ đó nó gan dữ. Tôi chưa thấy đứa nào nó gan như nó luôn á. Chào hai em. Dạ, chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Sao có cái miệng giống nhau quá vậy? Em tên là Lê Hoàng Sơn, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp là một tài xế. Sinh ra và lớn lên ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xe tải mà lái xe mà hột xoàn nó cấn cái vô lăng chết luôn. Thế còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thị Diệu, em 25 tuổi, em thì ở Bình Dương. Quê ở Bình Dương đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Hai chồng đang ở quận 12 à? Dạ, quận 12. Em làm bên nail ạ. Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Vô tình là hai đứa em cùng đi đến một sinh nhật của một người bạn. Đến đó thì mới gặp nhau. Chỉ có em thích vợ em thôi, chứ vợ em không có thích em. Tự nhận luôn. Có nghĩa là em nhìn cái nhan sắc của vợ em là em bị choáng ngợp liền đúng không? Dạ, đúng rồi anh. Ủa, cái đây là mấy năm rồi ta? Chắc cũng phải 6-7 năm rồi. Bây giờ sinh như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì sinh cỡ nào? Dạ, lúc đó em lết không anh ơi? Lết. Ấn tượng đầu tiên và ổng là chị mình chỉ cảm thấy ghét, sao mà cái người này nói nhiều tới nỗi mà mình cảm thấy khó chịu. Rồi sau đó thì em chắc chắn rằng là em phải lên chiến thuật để em cua người đẹp này đúng không? Lúc đó vợ em học nghề ở gần nhà em. Ở trên vợ em mỗi sáng thì đi xe buýt, thì em mà lúc đó thì cứ đứng ngay trạm xe buýt đứng đó là chờ vợ em vừa xuống là em hốt đi ăn sáng em. Ủa mà sao em dễ dàng hốt quá vậy? Em chỉ nghĩ đơn giản có người bao ăn sáng là được, mình đỡ tốn tiền thôi. Rồi cái khoảng thời gian nó kéo dài bao lâu? Rồi bao lâu khoảng... là chính thức tụi em yêu nhau? Khoảng 2 tháng anh ha, khoảng 2 tháng sau. Lúc đó em nghĩ đơn giản có người để mình rủ đi ăn nè, có người nạp tiền điện thoại cho mình nè. Mười mấy tuổi phải không? Dạ, lúc đó em mới có 17 tuổi. Bởi vậy con nít mà cứ... con nít là cứ đồ ăn dụ là được. Dạ. Nhưng mà em nói nghe nè, dạ. Em có lo lót cho phụ huynh không? Lúc mà em cô vợ em á là khó lắm. Mà em phải chơi chiến thịch là em lên chơi chung với lại ba vợ em bây giờ. Rồi sau khi cua, sau khi coi như là chinh phục được cô gái này rồi. Dạ. Thì cái mối tình của hai bạn nó tiến triển như thế nào? Thời gian mà hai đứa quen nhau có một kỷ niệm là hai chồng không bao giờ quên. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Dạ, chắc có hai vợ chồng anh. Đi hai đứa rồi à? Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi? 17 tuổi. Trời ơi. Em nói với anh rồi, ông này ông có chơi cái chiêu là phụ huynh giống như là lo lót, là trong nhà cũng có chuyện buồn, kêu em giữ nhà. Tự nhiên cái ổng thấy em buồn không điện cho ba mẹ em để xin đưa em đi chơi. Mà tự nhiên cái ba mẹ em cũng đồng ý luôn. Nha Trang. Dạ. Ở ngoài rồi ở sao? Từ từ cho em nó nói xong. Em tao đi đổ mày là thiệt. Đổ tâm nó thiệt đó. Mà đi Nha Trang á anh ơi, lúc đó em không có tiền. Vận động tài trợ hết luôn, được có 3 triệu à. Ra tới Nha Trang chưa biết gì hết, em mua hai vé về trước là cho chắc ăn lỡ mà hết tiền. Có hết tiền nhưng còn có đường về nhà. Đúng rồi. Dạ. Tại vì ở là tới 2-3 ngày lận. Khi đó tụi em chỉ ăn bánh mì. Thôi cái đó không sao đâu, bây giờ mình kể cái chi tiết mà mình ở trong khách sạn á. Cái quan trọng là ở đây. Dạ. Với cái số tiền đó ở mấy phòng, một phòng thì mấy giường. Dạ, chắc vì lý do kinh tế nên tụi em chỉ ở một phòng. Mà quan trọng là 17, vô chồng đưa giấy chứng minh nhân dân người ta có nhận hay không? Dạ, chỉ đưa giấy chứng minh của chồng. Chồng em là đã 24 tuổi rồi. Lúc đó ông dụ em á. Mặt vàng dễ sợ. Trời. Bây giờ đã vô tới phòng rồi thì ta hỏi thẳng luôn đi, có vô phòng gì xảy ra hay không? Có gì không? Chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi. Nó sẽ đến anh. Rồi sau đó làm sao? Sau khi đó về là em mới bắt đầu em... hai đứa yêu nhau thấm thiết á. Không phải là quan trọng chuyện trong phòng đâu. Mà tại vì ổng làm nhiều chuyện gì cho em quá nên là em nhiều cảm động. Nhiều chuyện gì là chuyện gì? Trời mưa gió em than đói. Ổng đi mua cho em á, nhiều khi có một ổ thôi. Về ổng bắt em ăn. Cái em mới nói là sao anh không ăn. Cái ông mới nói với em là thôi anh no rồi, nãy anh ăn trên đường về rồi. Mà trời mưa sao mà ăn, trong khi đó chạy xe máy nước mưa không sao mà ăn được. Đi đến đâu ông cũng lo lắng chăm sóc cho em dữ lắm. Nói tóm lại là sau cái lần đó là tụi em chính thức yêu nhau. Dạ đúng không? Phải đúng. Nói là em mới bắt đầu yêu ổng. Dạ đúng rồi. Và
cưới nhau là được mấy năm rồi? Làm đám cưới á, là 2 năm 5 tháng, còn đăng ký kết hôn là 3 năm. Lý do? Nói chung là lúc mà mẹ em gặp vợ em á, là mẹ nói trời, nuôi gì mà đẹp dữ vậy. Mẹ sợ là em giữ không được, đúng không? Vậy, sợ sau này rồi đổ vỡ thì làm khổ. Lúc đó mẹ chồng em á, thấy chồng em á lạ hiền, với lại giống như là sợ bị em ăn hiếp. Nhưng mà em làm cách nào để mà em có thể mà đến được với nhau? Em giấu mẹ em vẫn tiếp tục quen vợ em. Lúc trước á, ông đến nhà em thì ông rất là bình thường, điện thoại thì không có giấu giếm này kia đâu. Sau này cái tên tự nhiên cái lên nhà em, điện thoại cái ông tắt chuông, hay là mỗi lần có ai điện thoại đến cái là ông bấm tắt liền, ông không có nghe. Cái em mới nghĩ là trời, thằng này nó có bạn gái khác hả ta. Cái lúc đó em ghen, em nói ra cái ông nói thật luôn, là ông nói là mẹ anh như thế đó. Em tức quá, ngày mai em xách xe lên nhà mẹ chồng em gan lắm. Em nói ủa bác ơi, sao bác không cho con với anh Sơn quen? Em mới nói là bây giờ anh Sơn thương con thương anh Sơn thì thôi bác đồng ý đi, chứ giờ ảnh buồn thì bác cũng buồn, chứ bác đâu có vui gì đâu. Mẹ chồng em mới điện ông này nói trời, sao con nhỏ đó nó gan dữ. Tôi chưa thấy đứa nào nó gan như nó luôn á. Dạ. Vậy thì mới có được kết quả tốt. Dạ. Nhưng mà sao em thấy tình hình không ổn, nên bây giờ em nghĩ là em thấy ngu nè. Là em nói anh ơi, em thấy tình hình không được đâu, thôi giờ mình đi đăng ký kết hôn đi. Thì ổng lúc đó là ổng nghe lời em lắm. Bây giờ em nói con chó là con mèo ổng cũng nghe theo. Đúng vậy. Dạ. Em về em lén lấy sổ hộ khẩu, em lấy giấy tờ này kia, tại mẹ em giữ hết mà, như đi ăn trộm. Dạ. Rồi sau đó là hai đứa ở với nhau như vợ chồng, đúng không? Không có biến cố gì xảy ra nữa. Đăng ký kết hôn xong rồi lại gây lộn nữa. Gây lộn cái vợ em cũng đi, nhiều khi đi chơi á, nói giờ bà mà đi chơi ở đâu là tôi đưa giấy đăng ký kết hôn quăng trước mặt cho bà, biết thế nào lợi hại. Thì đi chơi trong lúc đó cũng đã chia tay, có nam có nữ anh, lúc đó hai đứa đang giận lộn mà. Thì em nghĩ đơn giản thôi, chia tay thì thôi. Hỏi cái em đi đâu, em đi chơi với bạn em. Cái ông đi lại đó, ông nói vợ tao. Cái em mới nói giọng là thôi giờ ly dị đi. Ông mới nói muốn đi vậy thì tự đi một mình đi. Lúc đó em mới nói là em nghĩ em ngu. Ông cũng chửi em ngu luôn. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới thực sự rằng là bỏ qua hết tất cả những gì xung quanh mà có thể chấp nhận về lại với nhau, không còn biến cố. Rồi hai đứa quay lại rồi bác sĩ bảo cưới nên phải cưới thôi. Tụi em đã có em bé được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 2 tuổi. Mà lúc rồi mà nghe có tin có em bé vậy là có vui không? Lúc đó em sợ lắm. Em mới 23 đúng không? 22. Dạ là lúc đó là em đã bắt đầu làm riêng ở ngoài rồi. Em á thì em không có biết có thai. Em cảm thấy nhức đầu chóng mặt này kia, thì em nói ông là ông đi mua thuốc cho em đi. Cái ông cũng đi mua thuốc, tự nhiên về ông đưa cái que thử thai vô mặt em. Cái ông mới nói thì em cứ thử đi, thử ra hai vạch em muốn xỉu. Gia đình hai bên có biết em có cái bầu không? Khoảng chừng 5 tháng sau gia đình em mới biết. Một đám cưới nó diễn ra rất là bình thường, là đám hỏi xong rồi tụi em đi chụp hình cưới, rồi khoảng 1 tháng mấy 2 tháng sau mới đám cưới. Nhưng mà không thấy bụng hả? Không, là lúc đó em rất là nhon. Khi mà đám cưới xong là gần 5 tháng rồi là không ai biết gì hết. Chị có bầu 5 tháng rưỡi cũng không ai biết luôn. Ở em có bầu 2 tháng là biết liền. Ở với nhau như vậy một thời gian rồi, quen nhau cũng thời gian khá dài. Vậy thì có bao nhiêu tật xấu lòi ra không? Nhiều lắm. Tới giờ rồi đó. Đó. Dạ. Tới giờ rồi. Bây giờ mà giấy mà em viết ra là em viết không hết. Vậy hả? Thôi giờ mình lấy một cái tật xấu nào mà nặng nhất ra đi em. Ông ơi dơ kinh khủng. Hồi lúc mà mới quen em đâu có biết đâu. Khi mà quen nhau mấy năm, khoảng 2 năm mấy, đi coi kịch chị Hồng Vân, nghe cái mùi gì nó hôi hôi. Nó không phải là hôi nữa mà nó chua chua. Thì đây là cái áo của ổng. Mấy ngày sau mình lại nằm lên đùi ổng, cũng gì chua chua. Chua chua nữa. Dạ. Thì ổng mới nói thiệt với em là quần 2 ngày chưa giặt. Ổng nói thường thường đồ của anh cả tuần mới giặt. Ngày nay mặc cái quần này với cái áo kia, thì ngày mai áo kia với cái quần nọ. Vậy đó, tại nó cứ đổi qua đổi lại. Nhiều, nói nhiều lắm. Khi xỉn vô nói rất là nhiều. Nhiều tới nhiều khi mà em bực quá, em nạt một cái, em tán một cái, em mới nín. Vậy đó hả? Dạ. Còn gì nữa không? Ở đây nói xấu được mà đúng không chị? Đúng, trời vui, thoải mái em. Nhậu nhiều nữa. Hồi tài xế trước, mà nhậu là lý hồi do trước vậy? Khi mà yêu em á, là bao vậy? Nhiêu là bây giờ là nó thay đổi hết. Không, là cái ngày hôm đó là ngày tình nhân anh ha. Cái ổng lên ổng tặng cho em một bó bông. Ông nói em ơi, anh tặng bông em nè, Dũng công ty nó ế giờ tặng em. Trời ơi. Giờ để nhà nhiều quá, giờ mẹ anh kêu em tặng cho em nè. Bông này thì ai, không có cúng được chị. Ai khiến ông đối câu đó chi vậy? Rồi bây giờ tới bạn đó, bạn Sơn. Dạ. Giờ em nóng tính ghê lắm, làm bếp làm nút thì có kéo có nút vậy. Giờ em nói đang cãi lộn, giờ nói giờ anh muốn gì là em đằng kia kìa, hút qua đằng kia luôn. Là bỏ chạy hả? Thôi mới có cầm lên, giờ anh muốn gì là em chạy ra khỏi nhà ông luôn rồi. Ông nhát gan lắm. Em đang cắt đồ, em lên like hay này kia, em đang cầm để cái kéo đó. Em đưa vậy thôi. Ông bỏ chạy mà tới mức mà cái xe ông dắt được mà đôi dép ông còn để lại.
chạy mất dép. Vừa chạy mà còn vừa la nữa, chú ơi chú Hương Diệu nó đâm con này kia. Có cái thời đó là em, cái tiệm tóc á mà em phải chuyển chỗ đi luôn á. Rất là nóng tính, khi mà giận lộn là trong tay có cái gì là phang cái đó. Mà lỡ quên, vợ em đang cầm con dao mà quên, tưởng đâu cây chổi chổi em một cái, em sao mà chụp dao được, sao mà chụp dao được. Em đâu có một chỗ cầm. Ghi lộn với vợ là bao giờ cũng là kèo dưới đúng không? Dạ đúng anh, lúc nào cũng vậy á. Không, hồi trước khi cưới thôi chứ sao là anh kèo trên không? Dạ. Phải không? Tại ổng có cái tính này đó nè, là dặn ngay á. Nhiều khi ổng đi nhậu nha, ổng bỏ mẹ con em nhà một mình. Cái em nói ngày hôm nay, ngày mai ổng đi hơn giờ đó nữa. Nghĩ hả? Vậy đó, nói ổng đi nữa rồi sao? Tới cái tiết mục của em nói xấu vợ mà. Ờ đúng rồi, kể đi. Ủa vợ chồng công bằng mà. Đúng rồi, đúng rồi. Em nhiều tật lắm, vợ em kể tới sáng luôn á, chết em á. Thứ hai là rất là ở sạch. Mà em cái thì rất là ở sạch xấu hả? Nhiều khi ở sạch nó hơi quá lố. Bước vô phòng mà có mùi lạ cái là vợ em cầm chai xịt phòng. Không cần biết là nó như thế nào hết, xịt cho trước thì còn mà bước vô nhà mà có cát là vợ em không chịu. Đi mà cầm cộm chân là không chịu. Mình tính mình thanh niên mà giờ về liếc ở vợ cũng phải thay đổi. Giờ liếc nó cũng chưa thay đổi gì luôn á, giết rồi cũng sạch bớt á. Dạ cũng sạch bớt vậy. Hồi xưa ở dơ 10, hiện giờ cũng còn ở dơ được 5-6 đi. Ngoài hai tính đó ra thì nói chung là vợ em hoàn tốt hảo. Nhân đây thì giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì nói luôn đi. Nói chung là bớt nóng với lại cha con anh là được. Rồi bây giờ tới em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì nào? Em thì những tật xấu của anh thì em chịu được, có trong cái khả năng chịu được, tại vì thương là sẽ chịu được thôi. Là muốn anh bớt nhậu lại. Nhưng mà em từ nào buông vô lăng ra em mới nhậu. Em nhậu là buông vô lăng là nhậu là để cho nó an toàn. Nhưng mà thực ra cái nhậu này nó ảnh hưởng sức khỏe. Dạ. Nhiều khi ổng nhậu với ba em á, chưa đã, về nhà cầm lon bia uống. Thì cái đó là nhậu lầy thì ý chị. Em nói chị là cái tính chồng em lầy. Ừ, làm sao cho nó sức khỏe nó tốt uống thôi. Uống ly thôi, hoặc một ngày uống lon bia thôi là tốt. Còn em á, cái nóng tính này thì chị không biết nóng là nóng cỡ nào, nhưng mà cái chuyện nóng với lại cái chuyện mà mình cầm cái gì mình chọi cái đó là hai cái nó khác nhau. Hồi trước thôi chị, bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Đỡ và nếu bỏ được thì bỏ, ví dụ như có thể nói lớn được, có thể la được, nhưng mà những cái đạo cụ á gồm có dao kéo chổi xẻng gì á thì xong dẹp chung đi. Với ổng mới là phải gì nè, nói thường ổng không có chịu dừng hay là chịu này kia, ổng ngay nên là những cái hành động đó ổng mới sợ mới chạy đi thôi. Còn ngoài ra thì cặp này là quá đẹp đôi rồi. Cảm ơn anh. Vừa mới gặp có thời gian à, cứ sắp sáp lại đòi nắm tay. Trời ơi, còn lại hung nữa. Sau này anh làm quá cái em bỏ chạy 3 năm. À, xin chào chị Hồng Vân và anh Đốt Hận. Em tên là Hạnh, là nghiệp vụ của em là tài xế lái xe. Năm nay em 29 tuổi à. 29 tuổi? Dạ vâng. Anh nghe là Hạnh. Dạ. Hạnh là lái xe gì? Em lái xe chở lãnh đạo của công ty ạ. Xe dạ. Làm việc trong công ty đúng dạ, không? Dạ đúng rồi ạ. Là em ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tỉnh? Dạ, em công tác ở Bình Dương ạ. À. Bình Dương? Dạ đúng rồi ạ. Rồi, còn em. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Ngọc Linh, em năm nay 23 tuổi. Rồi, chào tuổi. Ngọc Linh. Ngọc Linh. Dạ. Ngọc Linh đang làm cái gì? Dạ, hiện tại em đang làm nhân viên lễ tân của khách sạn. À, vậy hả? Hình và Linh là cưới nhau lâu chưa? Dạ, tụi em cưới tính ngày hôm nay là cũng khoảng 15 tháng rồi. 15 tháng, vậy thì chắc chắn là có một em bé rồi. Dạ, hiện tại dạ. Thì hôm nay em bé đang lớn dần ở trong cơ thể vợ em ạ. Đang lớn dần trong bụng. Mấy tháng vậy? Mấy tháng vậy? Dạ em bé được 7 tháng rồi. Chúc mừng hai em. À, 7 tháng dạ. Rồi mà thon thả không ai nhận ra luôn hả? Rồi, dạ. Hai vợ chồng em là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, hai vợ chồng em quen nhau cách đây 8 năm ạ. Ủa nhưng mà quen nhau lúc đó là sao ta? Thì lúc đó trong xóm em có hai anh bạn trai. Thì ảnh cứ lên trên khu vực của cô gái này ở đó, thì cũng rủ em theo rồi để cáp cho em với cái bé này luôn. Thì sau đó cũng quen rồi tìm hiểu rồi bây giờ hai anh kia đã đi tìm kiếm một phương hướng khác. Em thì vẫn theo đuổi con này cái ghiết tới 8 năm nay thì giờ mới gọi là vợ. Ghiết á, đi theo ghiết dạ, tới 8 năm. Dạ, đi theo ghiết luôn ạ. À. Trải qua nhiều vất vả lắm. Chị Hồng Vân với anh Quốc Hận ơi. Anh này ở trên thị xã xuống dưới quê mà thấy ảnh còn quê hơn dưới quê. Em không muốn gặp mặt luôn hả? Dạ. Rồi định bỏ chạy hay sao? Lúc đó là cũng xém bỏ chạy rồi mà tại sao này anh làm quá cái em bỏ chạy 3 năm. Làm quá là sao? Là tại vì nói đi. Vừa mới gặp có thời gian à, cứ sắp sáp lại đòi nắm tay. À, rồi à. Còn lại hung nữa. Trời ơi, là có nghĩa là dê em á hả? Dạ đúng rồi, dê già. Tao kể cái chi tiết mà
Ông sắp sắp vô rồi, ông về về. Thì hồi đó cứ theo viết vậy rồi cái trai mặt ở nhà em luôn vậy. Tối nào cũng lại cái nói chuyện xong cái giả bộ khiều khiều nắm tay người ta. Hả? Mà thấy ghét lắm. Mới gặp mà ông cứ vậy. Mình cảm giác ông này ông dê quá thôi, chắc không được đâu, cái con trốn luôn. Rồi nhốt dê luôn. Là trốn 3 năm đó phải không? Dạ. Trời ơi. Mà trốn không có được. Mà anh hỏi lúc đó là ông có để cái hàm râu không? Dạ không, hồi đó râu gọn gàng, đẹp trai lắm. À, mà nhìn bị cái tật dê gái. Rồi dạ. Sau 3 năm gặp lại thì sao? Dạ không có, con trốn thôi mà anh đâu để con trốn đâu. Là tại vì anh cứ đi theo riết rồi thay biết bao nhiêu số điện thoại cũng biết luôn. Trời ơi sao hay vậy? Không biết sao mà không biết. Rồi bữa đó còn đứng đình ở trước cửa trường học nữa. Trời thấy ghê quá. Anh kể chuyện anh đình nữa. Em kể chi tiết giùm anh nghe cái câu chuyện nào mà ổng thả nguyên con dê chúa là. Thả nguyên con dê chúa là thì bữa đó là anh ngồi trước xích đu cái đang còn nói chuyện thì cái ổng xịt xịt qua. Cái mình né qua hết gần gần hết cái xích đu rồi cái ổng nắm tay. Rung lắm tại vì lúc đó ở nhà nữa. Sợ ba mẹ thấy rất là run. Cái thì công chờ một cái em tát một cái bóp. Trời ơi chết cái gì ấy. Rồi là từ đó là em tránh xa luôn. Trời ơi sao tránh xa con dê luôn. Hay rồi dạ. Em kể cho câu chuyện nào mà cái đồ dê của bạn nó mạnh lên. Dạ. Em dê không có sổ sẹn như vợ em nói đâu. Có một lần cũng ngồi trên cái xích đu của nhà đó. Nữa hả? Cái em giả bộ em chỉ vợ em ở bên kia có gì kìa em. Cái vợ bây giờ tất nhiên dính cái môi của em. Trời. Đó là em đâu có dê đâu. Tại vợ em vô tình trúng em. Trời ơi. Cái đó là bị gài đó. Gài ghê lắm. Nói chung là con dê này là con dê tu luyện tát quá em lú lắm mà lời không ơi. Rồi rồi sao lúc đó có tát phải không? Dạ đâu có kịp đâu, đứng hình rồi không, từ đó dính con dê luôn. Dạ không, dạ tại vì thấy dê là thấy ghét lắm. Trốn riết 3 năm trời như là chút nợ vậy đó mà cũng không được luôn. Cái cuối năm lớp 12 bữa đó sinh nhật ảnh xuống dưới quên rước em lên Bình Dương giữ sinh nhật ảnh. Xong bữa đó mà thời gian đó thì chắc cũng lớn rồi, cũng biết nhìn nhận một chút rồi. Thấy anh này sao ảnh lì quá mà ảnh cứ đi theo riết, cũng đâu có ai dám quen mình đâu. Thôi thì quen luôn cho rồi. Bởi vì khổ nghe kể chuyện mà hay không? Tội quá vậy, tội quá. Mà tôi không thể nào chấp nhận được, không chấp nhận được cái chuyện xà. Thì em vừa mới đồng ý quen trong bữa tối đó là chở em về nhà thôi. Cái đứng trước cái đường đi vô nhà cũng xinh hung cái, cũng dê nữa. Xinh hung cái em mắc cỡ ông chết luôn. Ráng đứng nhắm mắt cho ông hung cái đi vô mới vừa lòng chứ không đâu chịu về đâu. Đúng riết đó. Ba mẹ thấy là tiêu luôn. Dạ. Trời ơi con dê này nó tu luyện ở trên núi hay sao này. Phải không? Kể từ lúc hung đó là chính thức yêu dạ, nhau đúng không? Rồi, dạ. Rồi từ lúc yêu 8 năm lần đó. Dạ. Tình yêu của các bạn như thế nào? Có chia tay lúc nào không? Dạ nhiều lắm. Chia tay không biết bao nhiêu lần. Vậy hả? Lý do? Tại em. Ủa tại sao vậy Thịnh? Do là em dơ quá với lại bạn gái em say nắng người khác nữa. Em cũng ghen. Nên cái vợ em chia tay. Thì tại vì lúc đó là mới lớn rồi vừa mới lên trên Bình Dương đi học nữa. Mới xa gia đình thì cũng muốn thoải mái. Ở nhà ba mẹ đã quản lý rồi, lên ổng còn quản lý hơn nữa. Muốn đi đâu cũng được hết, đi đâu cái ông cung rình hết trơn. Trời đất ơi. Thì cái con dê này nó rình từ cổng trường. Anh rình em không biết luôn. Rồi xong tới hồi về cái nhắn tin cái nói mới đi chỗ đó nè phô mà đi với ai với ai với ai. Trời ơi thấy bực mình nổi điên gì đâu vậy. Cái chia tay cái có người trai khác dễ thương hơn cái em thích. Chia tay được bao lâu? Dạ mấy lần xe nắng trước thì không có lâu đâu mà có lần lâu nhất là 8 tháng. Ôi dạ, là quen được gần 4 năm luôn á. Là trong thời gian đó em làm gì? Ốm đói đồ khổ lắm cô ơi. Dạ. Anh suy sụp rồi đủ thứ rồi. Anh ốm, dạ. Anh hóc hát, anh làm thấy ghê lắm. Em có ai không? Dạ không. Em vẫn có một cái tình cảm đó dành cho vợ em. Dạ. Ảnh được cái ảnh rất là chung thủy. Nhưng mà bạn có biết điều đó không? Dạ biết, ảnh thủ đoạn lắm. Trời đâu có thể là im lặng đâu. Tìm số điện thoại, tìm số nhà, tìm nghề nghiệp, tìm đủ thứ thông tin về cái anh đó hết. Cho ảnh biết là tình cảm của em với ảnh là bao nhiêu năm đồ này kia vậy đó. Phá đám ghê lắm. Rồi cuối cùng ai là người giảng trước? Dạ em. Tại vì người ta chững chạc hơn rất nhiều. Mà cái thời gian đó tự nhiên mình cảm thấy người đàn ông vậy mình thấy thích ghê luôn. Mình tin tưởng lắm, mình thích, mình muốn quen. Còn anh này ha, ăn tối ngày cứ gò bó rồi đủ thứ chuyện hết. Cái mình cảm thấy như là chán vậy đó. Nên là bị say nắng vậy thôi. Xong rồi em cảm thấy em không có thích nữa cái không. Cái em chủ động chia tay với anh kia. Mà quay lại anh về. Cái quay lại anh kêu anh thôi cưới luôn, đừng yêu nữa. Trời ơi. Một
câu chuyện hoàn toàn phá hậu. Rồi, chủ yếu là cưới nhau 15 đúng không? 15 tháng rồi đó. Đúng dạ. Cưới nhau 15 tháng về nhà thì ảnh có cưng chiều, ảnh có mê em, là có coi em là tất cả không? Dạ có, tới giờ thì vẫn như vậy. Mê vợ lắm đúng không? Dạ. Không mê khác nữa không? Dạ có, giờ thêm cái mê nữa. Mê gì? Mê game lắm luôn. Hồi đó không có đâu, không có biết chơi game là cái gì. Bao nhiêu thời gian mà đi làm giờ là dành hết cho em vậy á. Em mà giận hờn hay gì cái là đi lên tuốt thành phố mua gốc bông rồi về tặng. Lấy lòng ghê lắm, còn giờ không có đâu, cứ chơi game thôi. Mê tới mức độ mà ngủ sáng dậy cái mò đầu tiên là mò cái điện thoại. Chứ không có mò coi vợ mình còn đủ hả? Không có mò vợ. Ghê không? Mình cũng rất là hay. Hết rình rồi giờ mò. Bây giờ lỡ rồi, bây giờ đến đại hội vạch mặt. Bây giờ cho em trước đó Thịnh. Dạ. Nãy giờ Linh nó nói suốt à. Dạ. Vợ mình sau khi cưới về có tính xấu gì không? Vợ em vụng về mà hậu đậu lắm anh ơi. Người ta con nít mà. Còn nở mà. Dạ, em về huấn luyện riết mà giờ vẫn cùi bắp như hồi trước thôi. Trời ơi, dùng từ. Rồi sao? Cùi cỡ nào? Ví dụ như là đi làm công việc cũng không có chú tâm vô được. Với lại về nhà thì việc nhà làm cũng không xong. Quét nhà cũng cầm cái chổi quét cũng không nổi. Dụng về. Dạ đúng rồi. Cầm cái chổi giống như phớt qua phớt lại. Dạ. Cái đó chỉnh được mà em. Rồi tiếp đi. Mình ngủ thì ngủ không có ôm chồng anh. Bởi vậy nên em đâu có mò được đâu. Sáng sớm em mò điện thoại để em bắt giờ coi mấy giờ để em đi làm chứ không phải là dạ. Anh cứ để em ngủ riết mà đặc biệt danh cho em luôn. Anh danh gì? Bà xã đút nhỏ ngủ như con tôm. Nói vậy để cho tự ái quay qua ôm dạ. Không đó. Mà vẫn chưa ôm luôn. Dạ không. Rồi, không còn gì nữa đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ em mong muốn Thịnh thay đổi một điều. Chắc lẽ là điều bớt chơi game rồi đúng không? Anh không có nên chơi game nhiều. Tại vì cái này là cũng em muốn mà mấy chồng cũng không có muốn anh là chơi game nhiều vậy. Nó ảnh hưởng tới mắt, mà anh thì làm tài xế nữa. Đôi mắt rất là quan trọng. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Mà em nói hoài cũng không chịu nghe. Mà... Chưa nghe đó phải không? Dạ. Chưa nghe. Dạ. Má cũng nói nữa mà cũng không có thèm nghe luôn. Hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời nói mà chưa nghe, bây giờ lấy ai nghe dạ. Anh đó. Với lại là em muốn là yêu thương vợ nhiều hơn. Thấy chưa? Điều này bà nào cũng muốn chưa? Dạ, lúc nào cũng muốn chứ không phải là... Rồi, dạ. Tới anh đó, chú dê tài xế. Vợ em thì vẫn còn nhỏ, nên em muốn vợ em thì chững chạc hơn trong những cái việc mình sẽ làm, biết suy nghĩ trước. Chắc có lẽ là trong giai đoạn này thì chắc em mong muốn vợ mình nghỉ ngơi nhiều hơn đó, đúng không? Dạ, đúng rồi. Em cũng muốn vợ em nghỉ ngơi rồi để lo cho em bé. Trong đó muốn ăn uống, chỉ ăn uống nhiều hơn. Chứ mà chỉ đi ăn uống mà cực khổ lắm anh. Cực mình khổ mình hao chất xám để mình nghĩ là cái chất gì cho cô đó ăn mà cô đó chịu ăn nữa. Có khi em cực. Vợ là miếng ăn lắm hả? Dạ, vợ em ngán ăn lắm mà. Cái mong muốn của ông xã đối với em á là đúng đó. Dạ. 7 tháng mà thon thả quá. Không có ai biết là có bầu hết á. Dạ. Cho nên bây giờ thôi kệ, cố gắng ăn. Ăn phải cho mình, ăn cho con chứ bộ. Dạ. Biết sao mình á, mình ăn á mà con mình nó khỏe á, sau này lúc mà sanh nó ra đỡ lắm đó. Luôn dạ. Chứ con mà nó yếu á mình cực dữ lắm. Thôi còn ông xã bớt thời gian chơi game lại để dụ cho vợ ăn uống á, rồi giải trí kia để cho em bé sanh nó khỏe mạnh. Dạ, em hiểu. Còn hai bạn này thì quá hoàn thiện rồi, đâu có cái gì xấu đâu. Đúng rồi. Mong là các bạn sanh ra một đứa nhỏ rất là khỏe mạnh đáng yêu, xong hai chồng sống lại lo lắng cho con rồi càng yêu nhau hơn. Dạ. Dạ, cảm rồi. Ơn. Xin cảm ơn hai em. Rồi, đỡ vợ. Nói chung hai đứa cứ mò tới mò lui mò hoài không vô được, xong 30 phút mới mần được, giống như là bạn mới được mần à, chưa đổ xăng chút xíu hết xăng. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào khán giả. Em tên là Nguyễn Thúy Hằng, em 29 tuổi, đến từ Vĩnh Long. Công việc của Hằng hiện nay là gì? Dạ em là nhân viên kinh doanh. Còn em? Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Hoàng Văn Thượng, năm nay 28 tuổi, đang làm quản lý kinh doanh của công ty nhựa thi công. Rồi, hai vợ chồng em quen nhau như thế nào và ấn tượng đầu tiên ra sao? Lần đầu tiên là hai chồng em là đối tác với nhau. Em thì bên bán, bạn ấy thì bên mua. Xong nói chuyện điện thoại qua lại, xong thấy cũng hợp nhau. Rồi quen nhau. Bên bán, bên mua, bán, mua, cuối cùng quen nhau luôn. Dạ. Ủa nhưng mà nói chuyện điện thoại là quen nhau luôn hay là gặp mặt nhau? Nói chuyện quen trước rồi, nói qua nói lại tầm khoảng một tháng thì quen nhau. Nhưng mà là quen nhau qua điện thoại thôi đúng không? Dạ đúng rồi, nói chung là nói chuyện chứ xong chat, webcam này nọ.
À đã gặp mặt nhau trên webcam rồi. Dạ, gọi video call đó. Nhưng mà lúc đó là em nhìn qua webcam là em đã thấy thích chưa? Dạ thấy cũng dễ thương. Dễ thương á, còn dạ. Bạn này thì sao? Bạn nhìn bạn này bạn thấy thích liền không? Em bị ấn tượng bởi một cái ảnh từ cái thời mà bạn còn 50 kg. Tức là em bị lừa tình đúng không? Là em bị lừa rồi. Rồi đến khi mà các em gặp nhau ở ngoài á, là gặp nhau ở đâu? Dạ ở sân bay là đầu tiên. Ủa tại sao lại hẹn sân bay? Thì bạn ở ngoài Hà Nội, em ở Sài Gòn. Em ở Hà Nội, em mua hàng ở trong Sài Gòn. Hôm đó là em vô thành phố Hồ Chí Minh em mua hàng hay là hai đứa cố tình hẹn gặp nhau là em bay vô để em gặp vợ em? Dạ, mục đích chính là vào để là gặp thôi đúng không? Gặp mặt. Rồi cái ấn tượng khi mà gặp nhau như thế nào? Em gặp cô này em thấy sao? Ngoài đời á. Bước xuống thì em thấy là hơi bự. Hằng ngày thì bọn em vẫn trò chuyện rồi. Mình hình dung là cũng chỉ cao cao tầm mình thôi. Cũng vừa vừa thôi cũng không. Ấn tượng đầu tiên của Thượng dành cho em đó là hơi bự. Thế còn em ấn tượng khi mà em gặp anh này ở ngoài thì như thế nào? Em thì thấy ngược lại. Bạn này thì ở trong hình thấy không to lớn lớn. Mà sao người nói, ủa sao chút xíu vậy? Thằng này nó nhỏ xíu vậy? Sao kỳ vậy? Rồi làm sao bé bự sắp lại với nhau? Xong hai đứa mới hẹn đi Vũng Tàu chơi. Đi luôn. Đi liền không? Gặp nhau cái đi Vũng Tàu liền vậy hả? Đi liền. Chứ bây giờ không sao, đứa nào ở nhà đứa nào. Đúng không rồi. Lẽ giờ ra khách sạn. Giờ đi Vũng Tàu đi đúng không? Dạ. Hay á, thông rồi. Minh á. Ở rồi nó lâu không? Ở một ngày anh. Tối ngủ sao? Ngủ chung. Bé bự bạo quá. Không không không. Ngủ chung thôi chứ không có mận. Không có mận. Thì ngủ chung. Ngủ chung chứ không có mận. Thẳng vô trong mặt cái đó là kỷ tao niệm, mận cái đó. Kỷ niệm đêm đó nó ra sao? Trời. Đêm đó nó có chuyện gì không? Có chuyện gì động trời không? Kể nghe coi. Động trời thì chưa có động trời. Biết sao không? Tại vì thường hai đứa thương nhau mà. Mà ở gần nữa thì cũng phải hung hít này nọ kia. Xong bạn này dụ. Nói là ở dưới khách sạn á, nó có cái sự hẹn 4 giờ. Nói, em anh mua thuốc cho em uống nha. Nói không sao đâu. Hồi dính bầu má. Không. Thôi vậy anh dùng bao nha. Tới đây. Hồi cũng có bầu luôn má ơi. Mới công lắm. Xong nó hoài luôn. Xong hồi ơi. Thôi vậy anh cho ra ngoài nha. Tới đây. Cũng không luôn. Xong nói chung là cũng khó chịu lắm. Xong rồi hồi đi tắm đi má ơi. Xong cái đi tắm. Nói chung là không mừng. Trời đất ơi, em mới tốn nguyên cái vé máy bay. Rồi cái tốn tiền đưa bả ra Vũng Tàu chơi mất một đêm tiền khách sạn mà không có mừng ăn cái gì được hả em? Vô tắm hả? Sao mà em hiền lành lạc hậu dữ vậy? Ấm ức dữ lắm. Mất rồi cái chuyện đó của em. Tôi nói là đang bừng. Mà gần như là mình không kiểm soát được. Quay ra là như kiểu mình bị hụt hẫng. Lần đầu tiên vào Sài Gòn. Đang háo hức. Và mình hăm hở để mình đi mình khám phá. Nhưng mà cuối cùng... Không được gì hết. Tụt. Còn nghiệp nhỏ không? Đi đường xa vô mà dính 8 chữ hờ. Háo hức, hăm hở, hừng hực, hụt hẫng. 8 chữ hờ. Rồi em làm gì để vượt qua được cái cơn hừng hực đó? Thì em mới quay lại, em mới suy nghĩ lại, bảo là người ta con gái mà đến mức độ như này mà người ta còn kiên định, người ta vẫn giữ được thì nên trân trọng. Em suy nghĩ theo chiều hướng đấy thì em từ từ rồi em bình tĩnh lại rồi em ngủ hai đứa đêm thật ngon. Vâng, hai đứa ôm nhau ngủ. Rồi sáng mai đi tóc biển đi chơi. Rồi đi về. Dạ. Là em đi về ngoài kia luôn hay là em ở lại Sài Gòn làm? Em ở lại Sài Gòn chơi đến tận chiều rồi về. Trời ơi. Có nghĩa là tụi em phải yêu xa đúng không? Dạ, yêu đúng xa rồi. Trong bao lâu? Dạ 2 năm. Cái khoảng cách địa lý nó có làm ảnh hưởng đến cái chuyện cái tình yêu của hai đứa không? Cũng có anh, tại vì mình yêu xa mà. Nói chung là nhiều lúc mình buồn, như lễ lọc người ta có ghệ đi chơi, có tặng bông tặng này nọ kia. Mình ở nhà. Vậy làm cách nào mà hai đứa vượt qua khó khăn để mà đến với nhau và cưới nhau? Qua thời gian bọn em yêu nhau phải gần 2 năm. Cũng đi ra đi vào. Và cái lúc mà em quyết định cưới này là vừa lúc em chuyển đổi công việc. Rồi trong khoảng thời gian đó em có đưa vợ em về ngoài Thanh Hóa để mà ra mắt gia đình không? Dạ có. Tết em vào đây xong rồi đưa bạn ra ngoài Bắc chơi Tết. Cái cảm giác em như thế nào? Trời, em nghe hồi xưa về em nghe nói nhất là coi mạng á, nói trời nhất là Tết nhất nghe cổ nha. Rồi chén đi con, đóng chén luôn. Mà mới ra mắt nữa, lấy lòng. Thôi thôi, cũng sợ chị. Xong đi ra ngoài cũng run, nó chết bà rồi trời, Tết nhất nè. Ăn đóng luôn nè, rửa đã luôn. Nhưng mà em ra ngoài em nghe mọi người nói tiếng vùng miền vậy em có hiểu không? Tại vì biết sao nhiều người, mấy người lớn á chị. Thường thường người ta nói tiếng chuẩn lắm, mình nghe không rõ. Là em nghe em không hiểu đúng không? Còn bên gia đình chồng nghe em nói họ hiểu gì không?
Em ít nói không lắm luôn. Em giả nai lắm. Ủa vậy hả? Không nói gì đâu. Sao ngoài đấy là một con gần như là hai mặt khác nhau luôn. Lật này và mặt này là hoàn toàn không giống nhau gì hết. Nai thiệt nai đúng không? Tức là trong 2 năm đó vừa yêu xa vừa tìm hiểu luôn đúng không? Dạ, đúng là rồi. Sau 2 năm đó là quyết định làm đám cưới. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là mới cưới ra được bao lâu? Dạ 7 tháng. Quá là son đúng không? Ừ. Rồi ừ. Rồi hai em hỏi đi, chuyện của em đó chị biết. Trời không ơi, bao giờ nói... mà em nhường cho chị hỏi cái chuyện đó đâu. Trong 2 năm đó đó là nghiêm túc. Mấy đứa có cái gì không? Chưa mừng luôn. Tức là giữ gìn trong đến, sáng đến ngày tân hôn luôn. Qua tân hôn luôn. Cái gì? Bình thường không sao nhưng á, tới đó uống nhậu xỉn là không bằng ăn luôn. Hụt hẫng luôn. Đã nói bạn với em lần đầu tiên của bạn, lần đầu tiên của em luôn. Nói chung hai đứa cứ mò tới mò lui mò hoài không vô được. Xong 30 phút mới mặc được. Thấy em đang kể là cái đêm sau đó phải không? Đúng rồi, đêm sau. Hai đứa xà quần nửa tiếng mới. Xà quần hoài luôn. Không có xạo không? Sau đó là coi như là cái gì đến nó cũng đến. Đúng như rồi. Là hấp dẫn không? Giống như là bạn mới được mừng anh. Chưa đổ xăng, chút xíu hết xăng. Bây giờ còn bây giờ là ngon lành rồi đúng không? Không, lâu lâu cũng hết hoài à. em hỏi đổ xăng chưa? Có khi nó đổ rồi, có khi cũng chưa đổ nữa. Mà cũng vui. Vui mà, quan trọng là vui. Rồi bây giờ trong 7 tháng mấy cái tật xấu chưa lòi được hết rồi đúng không? Không, lòi mới đành. Thứ nhất á, bạn á được phong là giáo sư. Cái chuyện trên trời bạn biết, dưới đất bạn biết luôn. Ừ. Mà nó nhiều lúc á, nó không có đúng. Rồi thứ hai á, chặt đồ nhanh lắm anh, nhanh hơn cái máy luôn. Không cần phải vào, bỏ vô xà đem đi phơi. À, tiếp tục còn gì tật xấu nữa không? Ở dơ. Giặt đồ vậy là ở dơ là đúng rồi. Không chị, như là cái áo phong mặc rồi xong đem móc lên phơi tiếp. Ngày mai mặc tiếp, tiết kiệm. Cái giặt đấy là mình giặt công nghệ đấy. Tại vì là mình đã ngâm trước rồi. Thì mình cái những cái chỗ mà nó bẩn thì mình vò tưa ra hết rồi. Cái chỗ nào mình bẩn thì mình vò, còn chỗ nào không bẩn thì thôi chứ là vò. Lúc qua đó. Có ai nào khen vợ gì không? Khen lắm. Điện thoại lui nè. Vợ Hà Bá. Con vợ mập. Em cứ sửa là vợ yêu. Quay bữa sau thấy vợ Bá nữa. Ghét không sửa nữa. Không khoái chơi Hà Bá rồi không? Rồi bây giờ tới em. Cô ấy có thật xấu không? Thường rất là lười vận động. Mập xong lại càng người vận động lại càng mập. Là rồi, lười, tiếp tục. Lười tập thể dục còn gì nữa? Hay nóng giận, trực tính như là đàn ông ấy, ăn to nói lớn. Nhiều khi có hay tám không? Tám xuyên lục địa luôn. Mấy cái chuyện trong showbiz, trong điện ảnh ấy là trong nước, ngoài nước là biết hết. Trời ơi, hay gì hai em? Làm quá. Trong nước thôi. Ngoài nước không có đâu. Đó, còn thật xấu gì nữa không? Thì em đang cố gắng khai thác thêm. Mới 7 tháng mà. Mới quá. Bây giờ em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Em thì em mong muốn là mình chăm chỉ vận động, ăn kiêng một chút để cho thể trạng nó tốt để chuẩn bị sinh em bé. Đấy, thứ hai là mình phải kiềm chế được nóng giận, rất nhẹ nhàng. Rồi còn em mong muốn Thượng thay đổi điều gì? Em muốn chồng em nói chung là không thay đổi gì nhiều đâu. Chỉ cần là bớt nói chung là nói chuyện trên trời xíu. Nhiều lúc em không có thích vậy. Bạn ấy được cái hay nổ lắm. Quăng lựu đạn á, quăng tùm lum hết trơn à. Tức là bớt nổ, bớt xài lựu đạn. Bớt xài lựu đạn, nói được phải làm được. Nói nghe nè, hai đứa 7 tháng còn rất là mới mẻ đó. Dạ. Mà đã vậy á, trong 2 năm mà yêu nhau là lại yêu xa. Thành ra tụi em chưa cọ sát với nhau nhiều. Bạn này á, là quê ở ngoài Bắc, còn em là ở Vĩnh Long đúng không? Dạ đúng rồi, quê em là Vĩnh Long. Là miền Tây với lại miền Bắc á. Là cái tính chất vùng miền nó rất là đậm nét luôn. Thì thành ra là tụi em phải lưu ý cái này một chút. Để anh chi mỗi một người sẽ gọi là cập nhật cái của người kia để mà hòa theo. Mình đã lấy nhau rồi thì mình phải giữ được cái cuộc sống gia đình này. Chị chỉ lưu ý một chút xíu cái điều đó thôi. Tại vì thực ra 7 tháng còn mới mẻ lắm. Không muốn có em bé không anh Thượng chút nè? Đợi Thượng chút á. Đó thấy chưa? Đợi Thượng lên. Rồi nhân hôm nay chúc cho hai bạn xa sẽ luôn luôn yêu thương nhau, thấu hiểu nhau, và đặc biệt là trong năm sau sẽ có em bé xuất hiện.